Đây là cái cách nối dây ha. Thì mình quấn băng keo xong rồi còn làm cái gì? Thì thưa các bạn, đó là do bên thay đổi cái vị trí của cái đầu giường á, tại vì cái giường 1m6 vừa thôi, còn hai lớp cao nhiệt. Rồi là mình chúng ta dịch chuyển cái này. Mình dịch chuyển cái này, cho nên là bây giờ là cái này là lực bắt tầng tâm, vì là phòng nó đóng hết rồi, mà cái dây này là dây cho đèn ha, cho nên nó là em cắt cái màu trắng không có, em dùng chanh màu vàng, chanh màu đỏ cũng được, cắt làm hai khúc vừa thôi, canh cái nó vừa rồi thêm miếng nữa, rồi đút vô, lấy học quạt bật lên đó, không có sợ đầy xước gì hết, rồi em đốt lửa lên cho anh. Lúc nào tới đây có cái khò mà... cái khò thì nó cũng nóng, cái lát nữa đây khò nó chú Tâm đem tới, rồi thêm một lớp nữa khò vô đó. Ai nói cái gì nói thì mình làm như thế này đó. À, băng keo quá dày, quá dày đúng không, cho nên anh nói là một lớp băng keo ở trong nó giữ, đút cái này nó vô hơi khó không đó, nó hơi dày, lát nữa cái mối dày nó to lên, hiểu không, làm cái sâu nó mỏng lại nha. Đây dùng cái khò nhanh lắm rồi, ok Giải Dương nha, anh đi nha.